Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội cho Đại úy Nguyễn Minh Thành, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Tân Hưng và Thượng úy Nguyễn Văn Linh, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng. Nhằm giúp đỡ Đại úy Thành và Thượng úy Linh có căn nhà vững chãi, che mưa nắng, Công an tỉnh Long An hỗ trợ mỗi đồng chí 100 triệu đồng xây tặng nhà đồng đội. Đây là hai trong bốn căn nhà đồng đội được xây tặng cho cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong 6 tháng đầu năm 2024. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp thường xuyên rà soát các trường hợp cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để hỗ trợ, giúp đỡ, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội thể hiện tinh thần thân ái, giúp đỡ đồng chí đồng đội.